Quá đã luôn. Con nào con nấy bự bự không có nhầm. Đây nè. Quá trời cá luôn. Với mình để chút tiêu luôn nha cả nhà. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Xin chào cả nhà. Này cả nhà ơi, hôm nay thì mình được cá lòng tong nè. Cá lòng tong này thì mình mới giăng ở dưới sông nha. Cá lòng tong này rất là tươi luôn cả nhà. Đây. Thì hôm nay á mình làm một món đó là cá lòng tong kho tiêu nha cả nhà ơi. Đây mình sẵn mình thấy cây đậu gọng ở đây luôn nè. Để mình làm món cá lòng tong kho tiêu ăn chung với cây đậu gọng nha. Đây. Đậu gọng rất là ngon luôn. Mình đây nữa nè. Trái quá nhiều luôn. Đây cả nhà, rất là tươi luôn. Ồ, trái đây nhóc luôn nè. Rồi bây giờ mình mời cả nhà mình cùng với mình nấu cá lòng tong kho tiêu với mình nha. Mình để chút bột ngọt nha. Để chút muối. Mình để chút nước mắm luôn cả nhà. Với một chút nước màu. Rồi xong mình trộn chung nữa cả nhà. Đây. Mình trộn thì mình ướp qua trong vòng khoảng 15-20 phút nha. Mình mới nấu. Thì cái nhà ơi, nãy giờ thì mình đã đốt lửa rồi nha. Đây, mình để nồi lên, mình phi tỏi trước nha. Mình nấu thì bằng nồi đất nha. Cá lòng tong. Cái nhà ơi, nãy giờ thì dầu đã nóng nha, mình cho tỏi vô nha. Tỏi thì cũng đã vàng cả nhà ơi. Cá thì mình nãy giờ cũng ướp 15 phút 20 phút rồi. Bây giờ mình đổ cá vô nha. Xong mình đậy nắp lại cái nhà. Wow. Thơm quá cả nhà ơi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha.
Mình nấu thì để lửa hiu hiu nha cả nhà. Lửa nhiều quá thì nó khét nha. Đây. Rất là hấp dẫn luôn nha. Wow. Chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình để ớt vô nha. Với để hành. Đó, quá ngon luôn. Với mình để chút tiêu luôn nha cả nhà. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ chín cái nhà ơi, mình nhắc xuống nha. Wow. Đây cái nhà ơi, thì nãy giờ á mình cũng nấu đã chín rồi nè. Đây, cá này là cá lòng tong mình nấu kho tiêu nha. Kho tiêu với nồi đất. Đây nhìn rất là hấp dẫn luôn cái nhà ơi. Cá này thì mình đi giăng được. Với mình ăn chung với đậu gồng nha. Rồi giờ mời cả nhà mình cùng ăn cơm với cá kho tiêu với mình nha. Đây. Cá rất ngon luôn cả nhà, mời cả nhà mình nha. Này mời cả nhà mình đậu gồng nha. Cả nhà ơi, cá này rất là ngon luôn cả nhà. Nó rất là béo. Nó có trứng nữa cả nhà. Ăn vô thì nó mùi cay cay nè, mùi tiêu nè, mùi tỏi nè. Với mùi nước mắm rất là ngon cả nhà ơi. Thì ở dưới quê mình á thì có cá lồng tông kho tiêu là ngon nhất. Thì cái nhà ơi, cái đậu gồng này á mình chấm với cá kho á thì rất là ngon luôn cái nhà, nó ăn vô nó rất là giòn. Cái đậu gồng này á thì nhà mình trồng ở sau nhà cái nhà. Nó thanh thanh, nó ăn rất là giòn luôn. Mời cả nhà mình miếng nữa nha. Rất ngon luôn cả nhà, vừa nóng vừa thổi luôn, rất hấp dẫn. Ở dưới quê mình đó thì nói chung là cá rất là nhiều luôn, nhưng mà thì hồi nãy thì mình thấy cá lồng tông nhiều quá, mình lấy lưới mình giăng á thì được được một nồi kho nè cả nhà. Mình ăn chung với đậu gồng luôn. Rất là tuyệt vời. Thì nói chung là cây nhà lá vườn mình có rau gì á thì mình dùng rau đó cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, nãy giờ thì mình đã dùng xong nha. Đây, món này là món lồng tông kho tiêu.
mình dùng chung với đậu gồng. Thì món này cũng rất là đơn giản cả nhà. Đây, thì cả nhà mình có góp ý thì hãy bình luận ở phía dưới nha. Đây. Thì mình cũng xin khép lại video tại đây nhé, rồi hẹn cả nhà những video tiếp theo nha, rồi xin chào, hẹn gặp lại nha.